Chế phẩm hữu cơ sinh học này trực tiếp tác động vào quá trình sinh trưởng phát triển của cây, giúp thúc đẩy rễ, thân, lá phát triển, tăng khả năng quang hợp, tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi, giảm lượng phân hóa học từ 30 đến 50%, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra dòng sản phẩm sạch, tăng năng suất, chất lượng từ 20 đến 30% và cho thu hoạch sớm hơn từ 5 đến 10 ngày so với thời vụ đại trà. Thực ra khi mà chúng tôi đã đem tới cái chế phẩm vườn sinh thái đối với người nông dân ấy, thì chúng tôi điều mà chúng tôi mong muốn nhất hiện tại nay ấy, thứ nhất là đem lại cái hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân trong trồng trọt cũng như là sản xuất chăn nuôi. Thứ hai nữa là đảm bảo được cái môi trường an toàn, vệ sinh thực phẩm. Như vậy là chúng ta sẽ được đảm bảo với cái sức khỏe. Thứ ba nữa là đưa tới một bà con một cái chế phẩm mà đã được sử dụng cái công nghệ tiên tiến hiện nay, đó là công nghệ sinh học kết hợp với công nghệ nano tiên tiến. Như vậy sẽ là bà con ngày càng được ứng dụng những cái công nghệ mới để giảm bớt cái việc dùng sức lao động nhiều trong cái quá trình mà chúng ta phải tham gia vào trồng trọt và chăn nuôi. Sau khi mà chúng tôi đem tới triển khai tại Tuyên Quang ấy, đã được sự hưởng ứng rất là tích cực của bà con nông dân. Và hiện nay thì ở cái công ty chè Mỹ Lâm chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều mô hình với 11 mô hình. Thì đã được bà con cho thấy rằng là công nhận được là cái chế phẩm này mang lại một cái hiệu quả kinh tế cao cho năng suất lên tới từ 15 đến 20%. Đó. Và đặc biệt là khi mà sử dụng thì nó không hề độc hại tới cơ thể người trực tiếp đi phun cũng như là đem lại một cái sản phẩm chè sạch. Đảm bảo được cái vệ sinh an toàn. Cụ thể, dùng bón cho cây chè, sản phẩm không những tăng chất tan lanh mà còn đưa năng suất tăng từ 10 đến 15%. Các cây trồng này ít dùng thuốc bảo vệ thực vật, có tác dụng cải tạo môi trường đất và nước, không ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, chế phẩm vườn sinh thái rất phù hợp với cây trồng trên vùng bán sơn địa, vùng đất ba gian như cây chè, cà phê, rau ngót, cây ngô, cây lạc. Qua một cái lứa chè đầu tiên, đấy thì mình đã thấy có cái tính năng của nó là rất là tốt, tăng được 10 đến 15% ưu điểm của cái thuốc chế phẩm sinh học của vườn sinh thái này. Thì cái thứ nhất là nó không độc hại cho người lao động. Cái thứ hai nữa là nó tăng năng suất sản lượng trên cái nương chè. Theo các nhà khoa học, do thành phần của loại chế phẩm này bao gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết như đạm hữu cơ, các chất vi lượng và các vitamin, đặc biệt thành phần chế phẩm còn có các vi sinh vật hữu ích và các loại nấm có ích, có tác dụng cải tạo đất, chuyển hóa nitơ ở dạng tro trong không khí thành dạng đạm cung cấp cho cây trồng, tiết kiệm lượng phân đạm trong quá trình bón phân cho cây, tăng cường dinh dưỡng cho đất, khống chế các loại vi khuẩn và nấm bệnh, từ đó làm cho cây phát triển khỏe mạnh,